Mời bà con và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Phát triển trang trại chăn nuôi gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường. Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí sau đạt chuẩn nông thôn mới. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị, bà con và các bạn, đầu năm 2022, Hội làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hóa đã phát động cuộc thi Vườn đẹp trang trại kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Cuộc thi đã thu hút đông đảo nông dân các địa phương trong tỉnh tham gia. Cuộc thi đã thu hút hơn 1.500 chủ vườn, 1.000 trang trại tại hơn 500 xã thị trấn của 21 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia. Sau vòng khảo sát ban đầu, có 800 vườn và 360 trang trại của 300 xã được lựa chọn đủ điều kiện dự thi. Ban giám khảo cấp huyện gồm thành viên Hội làm vườn và trang trại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân và các đoàn thể liên quan đã tham gia chấm điểm vòng 1 từ cấp cơ sở. Theo thể lệ, cuộc thi sẽ có tổng số là 63 giải thưởng và trao vào cuối năm 2022. Cuộc thi hướng tới thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, lan tỏa các điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là bước đi mới trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã khuyến khích các chủ thể, hộ kinh doanh, hợp tác xã đầu tư cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay toàn huyện đã có 10 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, 4 sao OCOP cấp tỉnh. Huyện Thiệu Hóa đã tích cực tuyên truyền các xã, đơn vị, cơ sở sản xuất xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm, đảm bảo các tiêu chí cũng như lợi thế về nguồn gốc, thế mạnh của địa phương. Huyện cũng đã hỗ trợ hướng dẫn các chủ thể sản xuất hoàn thiện hồ sơ, làm tem nhãn mác sản phẩm để đưa ra thị trường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Phòng Nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức về chương trình OCOP cho cán bộ và các chủ thể đăng ký tham gia, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP lâu dài ổn định. Từ nay đến cuối năm 2022, huyện Thiệu Hóa phấn đấu có thêm 7 sản phẩm OCOP. Thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi gia súc gia cầm trong cả nước đang tái đàn để phục vụ nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm. Tuy nhiên, do giá thức ăn gia súc gia cầm tăng cao cùng với nguy cơ dịch bệnh khiến người chăn nuôi lo ngại, dè chừng khi tái đàn. Thực tế, những năm trước cho thấy dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm thường xảy ra vào những dịp cuối năm, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Do vậy, các địa phương đang rà soát lại số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn để có kế hoạch tái đàn phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong những tháng cuối năm 2022. Ngành chăn nuôi cũng khuyến cáo người dân cần cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, thị trường, cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định trong chăn nuôi, thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chú trọng đảm bảo chất lượng và phát triển chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Thưa quý vị, bà con và các bạn, chăn nuôi nhỏ lẻ luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến môi trường, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Chính vì thế, những năm gần đây, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện về đất đai pháp lý, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại. Đây được xem là hướng đi bền vững, giải quyết bài toán về môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều năm trước đây, gia đình anh Trịnh Văn Quyền, thôn Thành Giang, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, chăn nuôi gà nông hộ, thường xuyên xảy ra dịch bệnh, không có thu nhập. Năm 2020, được xã cho nhận thầu 0,5 hectare đất, anh Quyền quyết định vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng hai khu trang trại chăn nuôi 50 con bò 3B và hơn 4.000 vịt đẻ trứng. Anh xây dựng các khu chăn nuôi riêng biệt, có hệ thống xử lý chất thải, đồng thời sử dụng các chế phẩm sinh học để vệ sinh chuồng trại, quét dọn thường xuyên. Nhờ đó, trang trại của gia đình anh luôn sạch sẽ, con nuôi phát triển tốt, không dịch bệnh. Trừ chi phí, gia đình thu lãi 600 triệu đồng mỗi năm. Chúng tôi phải tuân thủ các biện pháp quy trình kỹ thuật từ khâu chọn giống cho đến làm vaccine rồi khử trùng chuồng trại, cải tiến dần theo cái quy định của nhà nước, đảm bảo môi trường, áp dụng khoa học kỹ thuật để mỗi ngày một tốt hơn. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn tỉnh hiện có 841 trang trại, trong đó có 488 trang trại chăn nuôi do doanh nghiệp và hộ gia đình đầu tư. Hầu hết các trang trại được quy hoạch cách xa khu dân cư, đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng và hệ thống xử lý chất thải bằng hầm bioga, hệ thống điều hòa thoáng khí.
các chủ trang trại đều áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến hiện đại, hiệu quả. Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân chăn nuôi theo hình thức trang trại, chính quyền các địa phương đã tích tụ, tập trung đất đai, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư. Các địa phương cũng phối hợp với các đơn vị tư vấn, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân. Từ đó, các trang trại đã áp dụng, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường, hạn chế được rủi ro bởi dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất. Gia đình nhà mình cũng như là chăn nuôi nói chung là phải dùng cái biện pháp an toàn sinh học là chính. Nên là tránh côn trùng rồi muỗi này rồi là chuồng trại thì khép kín được là rất tốt. Có một hệ thống xử lý chất thải tức là biogas. Ngoài biogas ra nó còn phải có hệ thống bể lọc nhiều cấp để mình lọc ra và để mình xử lý. Đối với việc mà thông qua phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường thì cái này là chúng tôi luôn được chúng tôi quan tâm thường xuyên. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các công ty doanh nghiệp, rồi phối hợp với các ban tuyên giáo, rồi ban kinh tế xã hội của hội nhân dân tỉnh, phối hợp về vấn đề là chuyển giao khoa học công nghệ, rồi vấn đề xử lý môi trường chăn nuôi. Thực tế cho thấy chăn nuôi heo, hình thức trang trại không chỉ đảm bảo vệ sinh môi trường mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong nông nghiệp, có giá trị kinh tế. Thông qua đó tạo được sự liên kết trong chăn nuôi, ổn định đầu ra cho sản phẩm, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, toàn huyện đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã và 37 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động được trên 400 tỷ đồng để mở rộng 35 km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng, xây mới nhà văn hóa xã, thôn, trường học, trạm y tế, thực hiện tích tụ chuyển đổi được 120 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển trang trại gia trại, nuôi trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng một năm, tăng 2,1 lần so với thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,8%. Đó là kết quả nổi bật sau 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2021, thực hiện duy trì và nâng cao tiêu chí sau đạt chuẩn nông thôn mới của xã Quảng Định. Nhờ đó, cuối năm 2021, xã Quảng Định đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây dựng nông thôn mới tức là đồng nghĩa với cái việc nâng cao đời sống nhân dân. Và chính vì vậy mà mọi người dân ở trong thôn Tiên Vệ thì đều đồng lòng, đồng sức và tất cả đều có một cái mong muốn là quê hương mình được đổi mới. Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, huyện Quảng Xương tiếp tục xây dựng kế hoạch, giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Tùy vào điều kiện của mỗi xã, huyện Quảng Xương lựa chọn và giao nhiệm vụ cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu theo từng năm. Huyện tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ tiền xi măng cho các xã xây dựng công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, xây dựng mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Các xã cũng thực hiện nhiều chính sách khuyến khích người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xem đây là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn huyện sau đạt chuẩn đều giữ vững các tiêu chí, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng dần từng năm, an ninh chính trị đảm bảo. Sau khi về đích xã nông thôn mới nâng cao, chúng tôi tiếp tục rà soát các cái nội dung, tiêu chí, các cái phần việc cần thiết phải tập trung thực hiện trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đã xây dựng một số các cái cơ chế xã sẽ tập trung để mà đầu tư hỗ trợ các thôn xây dựng các nhà văn hóa, nâng cấp toàn bộ hệ thống đường giao thông để tạo nên một cái điểm nhấn trong cái cảnh quan nông thôn mới kiểu mẫu. Việc được công nhận đạt chuẩn chỉ là bước khởi đầu, hình thành nên diện mạo mới của mỗi địa phương. Để duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, ngoài vai trò lãnh đạo của chính quyền, cần sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân để chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững. Năm 2022, huyện Quảng Xương phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bản tin nông nghiệp nông thôn của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.